Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp quý vị nắm được sao hạn trong tháng 7 là sao gì, vận sao, vận hạn trong tháng 7 âm lịch của chúng ta sẽ ra sao. Và đồng thời, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 7 âm lịch còn đưa ra cách hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những điều hung họa, đồng thời đón được những điều may mắn, cát lành. Giúp từ đó vận mệnh, tài lộc, hanh thông, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong tháng 7 này. Từ việc xem tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về sức khỏe, gia đạo, tiền tài và tài lộc. Qua đó giúp cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956, chúng ta sẽ định hướng được những bước đi tốt nhất cho bản thân của mình trong tháng 7. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết cho những quý vị gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc bản mệnh là hỏa, tức là mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng với ý chí cứng rắn, kiên trì bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Đây chính là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ đồng nghiệp thường hay gặp khúc mắc. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Sức khỏe của quý vị gia chủ Bính Thân trong tháng 7 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan, huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý vị gia chủ Bính Thân sinh năm 1956, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm nhiều việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp, sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng chính là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên dù sao thì gia chủ cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai.
người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm phòng bệnh tật, ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trí chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức, đặc biệt là khi đối diện với các biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi chuyện đâu khắc có đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Các quý vị gia chủ Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ 4, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các gia chủ Bính Thân sinh năm 1956. Những người tuổi Bính Thân cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ thì nó sẽ không tồn tại lâu hoặc là dẫn đến chiến tranh lạnh, bởi vì rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, nhâm dần, có nạp âm, kim bạc kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về lá số tử vi của tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này, mà hãy hoàn thành sứ mệnh của mình thật tốt quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.
Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.